Ừ. Em ưởng thấy cô du ở phòng đối ngoại như thế nào thì là giỏi chứ còn thế nào nữa chứ còn ngoài giỏi ra à, khó hiểu khó hiểu thế nào em thấy uh, chỉ lịch sự hoài nhã nhưng mà hơi lạnh lùng xa cách như thế nào á và cách chị ấy cư xử với chú hùng Tại sao em không biết nhưng mà em cảm thấy lạ lạ anh nói thật với em là anh thấy nhiều điều lạ lắm cả chú hùng cũng lạ mà anh thấy chú hùng lạ chuyện gì em thấy các hồ sơ dạo này chú hùng ký không thì sao cho em một thí dụ rõ nét nhất, rồi em tự hiểu. Em có còn nhớ tụi thằng Tùng ở bên công ty đường Việt không? Em biết. Chú Hùng đã từng nói không bao giờ hợp tác với những người giống như là cái tay Tùng bên công ty đường Việt. Đó, thế nhưng vừa rồi. Chú Hùng lại ký hợp đồng giao lại trọn gói thầu đường số 3 trong dự án 3 hai năm cho tay Tùng đó. Có thể chú Hùng có lý do thì sao? Em biết ai là người trình ký hợp đồng đó không? Chị Du chứ ai? đó không đúng chức năng. Thẩm quyền. Đối tác cũng không phù hợp. Nhưng chú Hùng vẫn ký. Ý anh là... Còn là sao nữa? Chú Hùng đang rất bất cẩn với Du. Anh nghĩ chúng ta làm ở đây lâu rồi. Chú Hùng đối xử với anh em mình từ trước tới giờ rất là tốt. Kim là tâm huyết tập thể của anh em mình góp sức làm nên. Anh muốn chia sẻ chuyện này với em. Vì anh tin em là người hiểu chuyện.